Dân Trung Quốc khóc kêu oan trước tượng Bao Công, chính quyền vội dỡ tượng. Gần đây, nhiều người dân Hàn Quốc ở Đại Lục liên tiếp đến đền thờ Bao Công, kêu khóc thảm thiết. Bao Công thời Bắc Tống, nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không sợ uy quyền. Những người đến phủ khai phòng để kêu oan, đa phần vì quá thất vọng với chính quyền hiện tại, không còn cách nào khác phải đến cầu xin Bao Công hiển linh để giải oan khuất cho mình. Sự việc bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 tại khu thắng cảnh đền Bao Công ở Khai Phong, Hà Nam. Một người phụ nữ mặc áo đỏ cam, đeo ba lô quỳ trước đại đường phủ Khai Phong, hai tay ôm hàng rào và khóc lớn tiếng. Việc này đã thu hút khách du lịch đứng xem. Đa số cư dân mạng cho rằng người phụ nữ không còn chỗ để giải quyết mối bất bình của mình. Chắc chắn cô ấy đã suy sụp và tuyệt vọng lắm, thì mới khóc đau lòng đến như vậy. Sau đó, người phụ nữ trong video đã công khai nói hết ra oan khuất của mình. Cô cho biết quê ở huyện Xương Đồ, tỉnh Liêu Ninh, do tư pháp bất công nên bị hãm hại vu khống, gia đình tan nát. Cô đã thắng kiện tại tòa án Xương Đồ, nhưng cơ quan thi hành án đã giở trò dối trá, trả lại tài sản bị phong tỏa điều tra, đồng thời cho người bị thi hành án tự ý xử lý tài sản đóng băng. Ngoài ra, qua các cuộc điện thoại, thẩm phán đã nhiều lần gợi ý cô đưa tiền đút lót, nhưng do gia đình cô khó khăn nên không có tiền đút cho họ. Vì vậy, vụ án chậm trễ giải quyết. Mặc dù cô đã thắng kiện, nhưng chỉ là thắng được tờ giấy, khiến cô, một người phụ nữ nông thôn không có cửa để cầu cứu, khiếu nại. Ngày 10 tháng 3, cô đến nhà anh họ ở Khai Phong. Khi đến thăm đền thờ Bao Công, nghĩ đến sự công bằng chính nghĩa của Bao đại nhân, cô đã không kìm được lòng và bật khóc. Sau khi việc này được đưa lên mạng, sự kiện khóc Bao Công đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xứ Trung. Ngày càng có nhiều người đến đền thờ này để khóc kêu oan. Một video cho thấy bên trong đền thờ có khá đông người, lớp đứng, lớp quỳ trước tượng Bao Công khóc lóc, kể ra oan khuất của bản thân. Còn video này cho thấy cảnh đám đông đứng trước điện xử án của Bao Công, có người còn cầm biểu ngữ để kêu oan. Bên dưới có nhiều người để lại bình luận như: khóc lóc thảm thiết đau lòng như vậy, không biết những người này đã bị đối xử như thế nào. Có cư dân mạng nói đùa: có vẻ như mỗi tỉnh cần thành lập một văn phòng Khai Phong. Nếu Bao Chẩn có thể du hành thời gian đến Trung Quốc và nhìn thấy khung cảnh đặc biệt này, chắc chắn ông ấy sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án và giải quyết những bất bình của người dân. Với ba chiếc máy chém của ông, không biết có bao nhiêu cổng quan bị chém đầu. Xã hội xưa ít nhất còn có Bao Thanh Thiên để dựa vào, nhưng dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đã không còn. Thực trạng pháp quyền của Trung Quốc hiện nay là việc lớn nhìn chính trị, việc vừa nhìn ảnh hưởng, việc nhỏ nhìn vào quan hệ, thì cử nhìn vào pháp luật, còn người bình thường chỉ biết khóc với Bao Công. Một số người dân oan khác ở Đại Lục cho biết nhiều người cũng muốn khóc trước Bao Công, nhưng lo sợ điểm tham quan này có thể bị đóng cửa. Đường Triệu Tinh, một dân oan ở Phúc Châu, lại cho rằng Trung Quốc không còn Bao Công nữa, vậy nên mọi người phải thức tỉnh. Anh nói, đó là một giấc mơ. Tôi mơ thấy giấc mơ này mỗi ngày, nhưng nó không khả thi, bởi vì triều đại ngày nay không có Bao Công. Mọi người hãy thức tỉnh đi. Ở Trung Quốc chúng ta không có luật lệ gì cả, ai có quyền lực là luật pháp. Bây giờ cứ giữ lấy mạng sống của mình và xem họ biểu diễn. Gần đây đã có hàng chục người trong số họ đã rớt đài. Họ là ai? Đó là vấn đề phe phái của họ. Nhóm quan chức này là nô lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đúng như những gì người dân dự đoán, vụ việc đã khiến chính quyền địa phương căng thẳng. Đến ngày 15 tháng 3, khu đền đã dỡ bỏ tượng Bao Công và thông báo tạm thời đóng cửa để tu sửa. Về động thái này, cựu nhà báo Trung Quốc Triệu Lan Kiện đã đăng lên mạng xã hội X rằng một số lượng lớn dân oan đến đền Bao Công có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền. Cơ chế xã hội đi thỉnh nguyện của chính quyền Trung Quốc đã hoàn toàn trở thành một vật trang trí.
chính quyền này thường áp dụng các chiêu bài như lấy cớ duy trì ổn định, tiêu hao quốc lực và giở trò đồi bại với những người dân oan. Triệu Lăng Kiện cho biết, ông đã bị lừa hai lần khi mua nhà ở Đại Lục. Nay mua căn hộ cho bố mẹ ở Văn Xương, Hải Nam, đã trả đủ tiền, nhưng suốt 7 năm vẫn không có kết quả. Bố mẹ ông vẫn đang bị xoay trong vòng luẩn quẩn ác tính là kiến nghị, bị ngăn chặn rồi khiến nghị. Bà Vương, một nhà hoạt động nhân quyền thiểm Tây, nói với phóng viên rằng, trong xã hội xưa, người ta vẫn có quyền đánh trống kêu oan, nhưng bây giờ người dân thậm chí còn không có quyền khóc. Bao Công nổi tiếng công bằng vị tha trong hàng ngàn năm, giờ đã trở thành đối tượng duy trì sự ổn định của chính quyền.